thợ quay đâu? Thợ quay đâu? Ôi, im lặng. Kìa mặt cái động này. Yên tâm đây, sẵn lắm. Cảm ơn. Ta Thảo có một món quà tặng cho Tùng. Thảo và Hiền. Sao hai quên Hiền vậy? Ừ, Thảo với Hiền. Tiến nữa. Cái này bỏ sẵn cho mình rồi. Em hồi sáng hay gì ăn hơi nhiều đường á, cho nên giờ nó hơi bị cái thích quá độ. Con ghê quá, nhìn thấy ghê quá. Ờ mà ấy ấy đi.